con muốn nói. Con chưa kịp nói về ba kêu con im. Sự lo lắng của con và những nỗi niềm chưa được thổ lộ. Ba mẹ mua đồ chơi cho em nhưng mà không mua đồ chơi cho con nên là con buồn bã. Con vô phòng ngồi khóc. Tâm sự của người mẹ. Em thì chưa hiểu hết những vấn đề như anh thì em hay dành của anh nhiều nên là xảy ra vấn đề gì là hay bên vực em nhiều hơn anh nên là nhiều lúc anh bức xúc. Hãy đón xem Điều Con Muốn Nói với câu chuyện của bé Đình Dương được phát sóng vào lúc 19:15 thứ Sáu ngày 8 tháng 9 năm 2023 trên kênh VTV9.